Dung, học sinh lớp 84, trường trung học cơ sở Kế Sách. Và video này là sản phẩm của em để tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Kính mong được mọi người đón nhận. Và bây giờ em xin phép bắt đầu bài giới thiệu của mình. Nhà văn Hoài Thanh đã từng nói, văn chương trai cho ta những tình cảm. Ta chưa có luyện những tình cảm ta sẵn có. Thật vậy, mọi quyển sách chúng ta đọc qua đều mang thông điệp quý giá mà tác giả mong muốn gửi gắm đến chúng ta. Tuy ngày nay chúng ta có rất nhiều kênh giải trí để lựa chọn, nhưng đọc sách vẫn là một thói quen giải trí vô cùng bổ ích. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, em xin phép giới thiệu cùng bạn đọc quyển Dưới miền phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Một quyển sách đã gắn liền với bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong suốt quãng đời tuổi thơ của mình. Tác phẩm Dưới mền phiêu lưu ký ra đời vào năm 1941, trải qua 81 năm, nhưng tác phẩm này vẫn là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi có sức hút và ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Tác phẩm gồm 10 chương, nội dung chủ yếu nói về cuộc hành trình phiêu lưu đầy ly kỳ của chú Dế Mèn, sự kết giao bè bạn với nhiều nhân vật có suy nghĩ và tính cách khác nhau, càng làm cho câu chuyện thêm sự đa dạng và phong phú như chính xã hội của con người. Ngoài ra, trong chuyến phiêu lưu ấy đã để lại cho Dế Mèn nhiều bài học quý giá, mà theo em đó cũng chính là thông điệp cho thế hệ trẻ chúng em. Đôi Dế Mèn là một chàng dế trẻ oai hùng, đôi kèn mẫm bóng, đôi cánh dài kiến phủ kiến xuống tận chấm đuôi, thân hình rung rinh một màu nâu bóng mỡ rất ưa nhìn, sợi râu dài một vẻ rất đổi hùng dũng. Với thân hình vạm vỡ và sức mạnh của mình, Dế Mèn đâm ra tự tin bá mức, để rồi ngông cuồng, dại dột, vô tình làm hại người khác, để phải nhận lấy bài học đường đời đầu tiên trong sự ăn năn, dây dứt. Dế Mèn sống tự lập từ thuở bé, lại chỉ quanh quẩn trong hang nên chưa hiểu hết sự đời, dám cà khịa với mọi bà con trong xóm. Khi Mèn to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Mèn càng tưởng mình là tay rê rớm, sắp đứng đầu thiên hạ rồi, cho đến khi nhận ra mình chỉ là một thứ đồ chơi trong tay người khác, mất đi sự tự do. Rồi lại bị anh xén tóc, xén mất hai cọng râu vì tội ăn hiếp kẻ yếu. Từ đó, Mèn dần tỉnh ngộ và nhận ra rằng đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu. Chịu nghĩ thì học được, học giỏi, bằng không thì khốn khổ như thế này đây. Mèn hiểu được đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp yếu, nên đã ra tay giúp đỡ chị nhà trò và nhận ra rằng trong lòng hoan hỷ vì đã làm được việc đầu tiên có ích cho đời. Vì đây là tác phẩm dành cho thiếu nhi, nên Tô Hoài không quên lồng ghép vào những chi tiết phù hợp với tâm tư, suy nghĩ của tuổi mới lớn, để tạo ra thông điệp một cách ý nghĩa và nhân văn mà không bị khô khan hay xáo rỗng. Thông qua nhân vật Dế Mèn, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của sự kiên cường, nghị lực, dám đòi lại công bằng trước những bất công trước mắt. Dù cho Dế Mèn đã từng rơi vào nhiều tình cảnh éo le và khó khăn, nhưng chính sự nghị lực phi thường đã giúp Dế Mèn vượt qua. Cuộc phiêu lưu của Dế Mèn không chỉ đơn giản là tác phẩm dành cho thiếu nhi, mà hơn hết chúng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa lớn đến tất cả mọi người, đó là tình đoàn kết, khao khát cho sự hòa bình và nghị lực phi thường trước mọi khó khăn trước mắt. Chỉ với một nhân vật nhỏ bé, nhưng tác giả lại muốn truyền tải nhiều thông điệp đến với chúng ta. Sau khi khép lại cuốn sách này, chính bản thân mình cũng cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn rất nhiều. Và em nhận ra rằng, khi còn trẻ thì cứ thử tạo một chuyến phiêu lưu như chú Dế Mèn. Ngỡ đâu mình sẽ gặp được những người bạn tốt và sẵn sàng vượt qua những khó khăn của cuộc đời để trưởng thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho cuộc sống này. Nếu thích quyển sách này, bạn có thể tìm đọc nhé. Cuối cùng, em xin kết thúc phần dự thi ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Em trân trọng kính chào.